Các tin tức khác, Phân hội Nghiên cứu Nhật ngữ học và giảng dạy tiếng Nhật trực thuộc Hội Ngôn ngữ học Việt Nam vừa tổ chức hội thảo thường niên lần thứ 3 với chủ đề Ứng dụng ICT trong giảng dạy tiếng Nhật, hiện trạng và triển vọng tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Là một trong các hoạt động thường niên thuộc khuôn khổ hoạt động của phân hội theo chương trình Sakura Network của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, được tổ chức theo hai hình thức tham gia trực tiếp và trực tuyến. Hội thảo được tổ chức với mục đích tạo diễn đàn để các giáo viên, giảng viên, các chuyên gia, nhà nghiên cứu trao đổi ý kiến, chia sẻ thông tin về hiện trạng giảng dạy tiếng Nhật tại các cơ sở giáo dục trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đó cùng tìm ra những giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam. Trong thời đại tri thức và công nghệ thông tin 4.0 bùng nổ như hiện nay, thì việc ứng dụng ICT vào dạy học nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo đã và đang trở thành một xu hướng mạnh trong giáo dục từ bậc tiểu học cho đến cao đẳng, đại học.